Vì thế, nói thật ra, đốn ngộ là ngộ như thế nào? Buông xuống bèn khai ngộ. Trong kinh, Đức Phật đã nói điều này rất rõ ràng. Chúng ta đều nên ghi nhớ. Cũng có thể nói là Đối với dòng tưởng phân biệt chấp trước như Kinh Hoa Nghiêm đã nói Quý vị có thể đốn xả ba thứ ấy Hãy buông xuống bèn khai ngộ thoả ấy thích ca bô ni Phật Ở dưới gọi bồ đề ban đêm thế sao mai Cho triệt để buông xuống Bèn đại triệt đại ngộ Trong phương trượng thất Của ngũ tổ Quệ đăng đại sư Nghe cầu Ưng vô sở trụ Như sanh kỳ tâm Ngài buông xuống bèn khai ngộ Một ngộ hết thảy ngộ Hết thể các pháp thế gian và xuất thế gian Không có pháp nào chẳng thông đạt Chẳng bị pháp nào chướng ngại Đó là khai ngộ thật sự Hãy còn có một pháp chẳng hiểu rõ Chẳng thông đạt tức là chưa khai ngộ Chẳng phải triệt ngộ Bởi lẽ Ngộ có triệt ngộ, đại ngộ Và tiểu ngộ Rất nhiều tầng lớp kẻ đồn căng tích tập tiểu ngộ thành đại ngộ tích tập đại ngộ thành đại triệt đại ngộ dần dần thời gian ấy rất dài phải ngộ như thế nào hãy nhớ buông xuống không buông xuống học cách nào cũng chẳng ngộ